Có dĩa, dĩa để đựng rồi. Đây có khoai, khoai nghiền, món khoai nghiền. Này nó không có nhạc lớn, nói không có nghe cái giọng. Đó, món này món gì đây? Súp gì? Bỏ súp. Nói chung là súp. Ở ngoài kia là rau. Ở đây là gì? Khoai với bánh mì. Khoai lang, khoai tây này. Khoai gì đó để cắt lát lát. Cái này là gà xiên. Khu này là bán nước. Khu này là lấy nước tự do. Thẻ rồi do ở bên này có mì ý mì ý cái gì vậy, súp gì vậy, súp gà đó, mì ý bánh mì.